Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tiếp tục thăm bẫy nha mọi người. Rừng rú u minh không. Dính. Con gì mà làm nổi vậy nè. Rồi, chụp cơm. Nằm à. À, con bự dữ ạ. Con mỏ thấy ghét không? Rồi, khai trương cái đầu tiên. Có lý rồi đó. Trời ơi, không dính à. Con này nhìn màu hiu quá ta. Sắp ở đây. Ơ kìa. Trời ơi, lại bị không vô móc nữa. Đã đời. Đại diện cổng nhà. Được. Được. Bóng lừ không? Lòng của nó nè. Đúng chưa? Con này cũng bự được. Giờ này còn hiền ha. Khi sớm mà mới có 4 giờ rưỡi mà đâu tung tiết gì. Cậu kẹm đây để trời ơi. Cái đường ngon thấy nóng lạnh dày mà đi vô con chuột cơm ông nậu ơi. Chuột cơm này bự. Kể có hơn không. Có chuột cơm là quý rồi còn hơn xách cái lòng không về nữa. Rồi sạch rồi. Trời ơi, sao dính ta? Ủ luôn. Hồn ha. Mày khôn dữ dội. Trời ơi, sạch nó rồi kìa vậy. Trời ơi, sảy lại sảy nữa. Cái này vô nửa cái lưng không à trời. Trời ơi, dính công lông rồi luôn rồi. Chết tiệt thiệt. Trời, hà, con này bự đi chút là sảy nữa đó hả? Không vô dướng cây, không vô lưng nè. Đó, thấy không? Vô cạch như mới được. Qua gài ẩu quá, thất bại thấy chưa? Dính nè. Ngày nay ngày gì trời? Hàng khủng đâu còn toàn mini không vậy? Ok bà. Có là quý à. Lời đặt bảy thấy bảy sập mừng hớm ai nè. Bao nhiêu đây còn ốc. Trời đất ơi. Làm thấy đập mừng thấy mẹ. Dỡ lên toàn ốc không. Trời ơi. Đập vậy mà nghĩ sao ta. Nó làm như nó nhát quá, nó phá không hay gì á. Ôi, nãy thì sảy quá trời sảy luôn. Đấy, dính. Ê, coi. Được chưa? Được. Đây. Công nhận phải nói là cái bẫy cục này nó nhạy thiệt. Bẫy cục ngủng dễ thương chưa? Vớt giác thì cũng đỡ khổ đi. Đòn sảy không. Đây là thành quả ngày hôm nay nha mọi người. Một con bự không. Hai con. Cái bẫy này bẫy cục mà nó dạng dính lắm. Ba con. Con 5 con 6 con đuôi cái mỏ 6 con
được hai con chuột cống. Hai, bốn con chuột cơm. Đó con. Này nó nhát quá à, mọi người ơi. 6 con. Đây là 14 cái 7 không. 20 cái. Rồi, tạm biệt đám này luôn. Chia tay đám này giờ nhát rồi, hết đặt dính được rồi đó. Ủi quá trời, ủi sập không mà. À, con bé cục này dễ thương. Ôi cái lòng mướt ruột, chiếu ngời à. Đã ghê chưa? Sảy nhiều. Bữa nay mà không sảy thôi là trúng bể tay luôn. Thôi kệ vậy cũng được rồi. Ngon rồi. Rồi, tạm biệt mọi người nha. Bữa nay tuy ít nha mọi người, nhưng mà niềm đam mê nha. Vậy là quý rồi, công sức mình làm ra vậy là vui rồi. Một con cũng vẫn vui như thường, đều hơi lỗ chi phí đi xa chút thôi. Chào tạm biệt mọi người nha.